Dạ rồi, xin mến chào của cô chú anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm mọi sự kiện trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Dạ rồi, hôm nay thì vườn mai của bạn Nam có là một clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai ghép chút cúc họ hương phong tàn hàng chờ Tết năm 2024 cô chú anh chị ha. Hôm nay vườn bạn Nam xã Thanh Lý xã hàng ha cô chú anh chị ha, mức giá siêu rẻ luôn cô chú anh chị ha. Nói chung mà nay cây vô dây chỉnh sổ rồi rất là đẹp ha, mà giá chỉ từ khoảng 700.000 800.000 một cây. Mong cô chú anh chị mình xem được cây này giá cả hợp lý, ủng hộ gia dụng bạn Nam nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn, chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay tiếp tục đến với kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai cúc họ hương về cho cô chú anh chị mình chơi Tết 2024 nha. Giờ một cây đầu clip là một cây dáng bay luôn nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 91N nha. Cây này rất là đẹp cô chú anh chị ha. Cái lên nụ ha cô chú anh chị ha. Cái lên nụ kim hết trơn rồi cô chú anh chị nè. Rồi. Quanh thân là được 20. Quanh thân 20. Cái dáng bay ha. Chiều cao là được 58. Chiều bay là được 1m20. Rồi. Cây mã số 91, cây cúc họ hương bay này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 900 thôi. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 92N. Rồi 92N cũng là một cây cúc họ hương luôn nha cô chú anh chị. Này. Rồi. Quanh thân là được 25. Rồi. Củ đế rất là to luôn cô chú anh chị. Giờ cô chú anh chị mình xạc gông ra nha. Củ là được 38. Chiều cao 95. Tới ngang 85. Rồi. Cái cúc họ hương này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi bự nha. Rồi 92N 800.000 nha cô chú anh chị. Rồi 800.000 bao phí ha. Rồi. Rồi mình đợi cây luôn ha. Rồi 93N. Rồi 93N cũng là một cái cúc họ hương luôn. Rồi tàn khá luôn ha. Quanh thân là được 19. Rồi. Chiều cao là được 1m. Tới ngang 90. Rồi cái cúc họ hương giao lưu của chú anh chị mình giá là 700 nha. Rồi mình đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 94N. Rồi 94N cũng là một cây cúc họ hương luôn. Rồi. Cây này củ rất là to luôn ha cô chú anh chị. Bên thân được 24. Củ đế 34. Chiều cao 1m2. Tới ngang 90. Rồi. Cái mã số 94 nè, giao lưu cô chú anh chị mình giá cũng 800 luôn nha. Rồi, đợi cây nha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, mã số 95 nè, cũng là một cây cúc họ hương của chú anh chị ơi. Bông cây có mặt hoa sẵn trên cây ha. Rồi. Rồi. Có củ luôn cô chú anh chị ha. Quanh thân là được 23. Củ đế đặt là được 42. Rồi. Chiều cao là được 1m19. Tán ngang là được 95. Rồi cái cúc họ hương giao lưu cô chú anh chị giá là 1.200.000 nha. Là 1.200.000. Rồi em xuống cây. Rồi tiếp theo cây mã số 96 anh nè, cũng là một cây cúc họ hương cô chú anh chị. Rồi. Quanh thân là 22. Củ đế đặt là 31. Rồi. Tổng đế dưới là được 77. Cây rất đẹp luôn cô chú anh chị. Chiều cao là 1m06. Tán ngang 95. Rồi. Đế quá vip luôn ha cô chú anh chị. Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị giá cũng chỉ là 950 thôi. Rồi phải đổi cây nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã 97 anh à, cũng là một cây cúc họ hương luôn. Rồi. Quanh thân là được 19. Rồi. Cây này lùng nhưng mà tàn đều lắm nha cô chú anh chị. Chiều cao 94. Tán ngang 95. Rồi cái cúc họ hương này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 750 thôi. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 98 anh nè, cũng là một cây cúc họ hương cô chú anh chị. Rồi. Tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Có nụ nè. Rồi thông số luôn các bạn. Rồi, bình thân là 18. Rồi. Chiều cao là được 1m08. Tán ngang là 86 chứ. Rồi. Rồi cái cúc họ hương này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng là 800 thôi. Rồi mình đợi cây nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số
99 anh nè, cũng là một cây cúc họ Hương luôn. Rồi, cây này tàn cũng khá đông cô chú anh chị ha. Rồi, quanh thân là được 21. Rồi. Củ đế đặt là được 31. Cây có nụ ha cô chú anh chị ha. Chiều cao 1m05. Là nụ kim đều. Tán ngang 90. Cây này nụ kim lên đều rồi đó nha cô chú anh chị. Rồi, cái cúc họ Hương giao lưu cô chú anh chị mình giá là 750 thôi. Rồi, 750 ha. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo mã số 100N nào. Rồi, cũng là một cây cúc họ Hương luôn hết cô chú anh chị. Rồi. Cây này lùn nhưng mà tràn tròn lắm nha. Rồi, cụ để có luôn cô chú anh chị ha. Rồi, quanh thân là được 23. Rồi. Cụ đế là được 31. Chiều cao 90. Tán ngang là 90/9. Rồi. Rồi, cái cúc họ Hương mã số 100N làm giao lưu với cô chú anh chị mình á. Giá cũng chỉ là 800.000 bao phí ship luôn. Rồi, cây này, cây này cũng ha. Là một cây clip em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem mấy clip á. Và rất mong được cô chú anh chị ủng hộ. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094 cô chú anh chị. Cũng là số Zalo của em luôn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.